rồi hét vào tai người ta những cái bài hát, những cái ca khúc mà khi mình còn trẻ trung mình có thể giải quyết được. Bây giờ cái hình ảnh của mình nó đã bắt đầu có xuất hiện nhiều nhất đang trên mạng rồi, mà cũng có cả những người bạn cùng cơ quan báo chí vừa đang ngồi đây là bây giờ đã cũng quan hệ đôi từ những ngày đầu tiên từ ngày xưa vốn ở Sài Gòn. Bây giờ mọi người cũng đã quen bé rồi, cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, và mỗi người đang cố gắng níu kéo thôi và vẫn tình hình này là cũng không xong. Nhưng mà về cái đường hướng nhạc thì đương nhiên là mình sẽ chọn cho mình những cái ca khúc nó không còn, tuy nhiên là nó sẽ khác đi một chút thôi. Bởi vì dù sao thì bây giờ mình vẫn còn đang được khán giả và mọi người công nhận và chấp nhận, thì mình vẫn phải giữ được đường hướng chính của mình. Nhưng song song bên cạnh đó thì mình sẽ có những bước chuyển để dần dần mình có được những cái khán giả đúng với lứa tuổi cũng như là những yêu xu hướng âm nhạc của mình theo trong thời gian tới. Và cách đây khoảng 3 tháng thì Hương có phát hành một album được lấy tên là album Ngày Xưa, gồm có 9 ca khúc. Những bài hát có thể nói là có cái số tuổi còn nhiều hơn là tuổi của Hương nữa. Thì những bài hát đấy thực sự là có thể phần nào đó mọi người chỉ biết đến từ việc hát lúc đấy. Hương đưa ra thì cũng không có được PR nhiều lắm, như là tất cả các album nhạc trẻ. Hy vọng là sau cái chương trình live show này, thì Hương sẽ có nhiều thời gian hơn để giới thiệu hơn cái album nhạc xưa của mình. Đối với Hương xin được nói phần trước và cái đặt cái phần sai của Nam Trung. Thực sự nếu như không có Nam Trung thì mình sẽ không bao giờ mình dám nghĩ ra tất cả những ý tưởng về điều pháp thậm chí là vẽ con mắt của em thật là em rồi mặc một cái áo màu với đầu sắc như vậy, thì chỉ có những người bạn, những người mà hiểu mình hoặc là những người giỏi ở trong cái việc đó thì mới có thể giúp mình tạo cho mình được những cái hình tượng như vậy. Và nhân đây thì cũng nói luôn, có nghĩa rằng là nếu trong cuộc sống này mà bạn chỉ có một mình thôi mà không có những người thực sự tốt, những người thực sự giỏi xung quanh giúp đỡ bạn, thì mãi mãi bạn chỉ là bạn mà không bao giờ tiến xa được hơn. Và cho nên tôi cảm thấy rất là may mắn vì xung quanh mình có được những người bạn thực sự tốt và thực sự giỏi để giúp cho mình có được tất cả những điều mà mình đang mong muốn thay đổi hay là mong muốn có được sự lợi. Rất đáng tiếc là Nam Trung là người đã nghĩ ra cái này, và chính Nam Trung ngày bây giờ thực sự có một Nam Trung mới biết trước các chị sẽ hỏi hơn những cái câu hỏi chúng đã ám được là câu nào mình sẽ bị phỏng vấn. Thì thực sự là có một Nam Trung đến nhưng mà Nam Trung không xuất hiện, mà bây giờ hỏi câu này thì thực sự hơi bối rối tí. Nhưng mà đúng là chị Nguyễn Thanh có bảo là nhìn cái poster này thế giống em, không phải hai mặt. Chị Thanh nói là nhìn cái giống này, người này nó sẽ hai mặt. Trong cuộc sống mà, đúng không ạ? Theo tôi nghĩ thì không phải là một con người hai mặt, mà cũng có thể là một con người có nhiều bộ mặt khác nhau. Ở trong cuộc sống nó luôn tồn tại hai cái, thiện và ác, xấu và đẹp.
Khi mà cái điều kiện và cái môi trường nó cho phép cái bộ mặt nào nó được phát triển nhiều hơn, chẳng hạn như là mình sống ở trong môi trường tốt, mình có đầy đủ điều kiện tốt, thì đương nhiên mình sẽ trở thành một con người tốt. Và đương nhiên cái bộ mặt xấu của mình có tạo thể xấu của mình trong môi trường. Còn khi gặp phải một môi trường không tốt và một cái điều mà bắt buộc mình phải làm một điều tốt, cái bộ mặt xấu trong xã hội ra, đó là cái một điều ai cũng giống ai thôi. Trên cuộc đời này chẳng có ai là tốt tất cả, mà chẳng ai là xấu tất cả. Cái quan trọng là do các bạn phải sống trong môi trường sống có tạo ra con người tốt hay xấu. Cho nên luôn luôn là mình sẽ có hai bộ mặt, chẳng biết khi nào bộ mặt xấu và khi nào bộ mặt tốt cả. Cái tùy theo cái điều kiện nó phát triển thôi. Nếu như bây giờ mà hát xong cái show này mà lỗ, những cái bộ mặt xấu xuất hiện, nó sẽ trốn, nó sẽ xù lở. Đấy là bộ mặt xấu của mình từ trong nó sẽ làm ra. Còn hơn có nghĩa là trốn không trả nợ tiền đã diện đó. Có một cái thứ hai nữa là từ 2001 đến năm nay cũng là thời gian khá lâu. Ngược vào một cái show từ nói tới giờ đã 20 năm thì bây giờ cái show này cái mức đầu tư mà không hỏi không cần nói về cái giá tiền cũng được, nhưng mà ý nói về một cái rồi đó là cái sự cố bất cần có những cái chiêu này như nào để nó có thể là làm cho cái sự cái và bây giờ cái độ dày dạn kinh nghiệm về sân khấu cũng như là xử lý bài hát của luôn bây giờ sau 8 năm thì nghĩ là nó chỉ có phần là tốt hơn để chất lượng, cộng thêm là rất là may mắn vì 8 năm qua thì cũng có khoảng 6 album thì 7 album thì mỗi album thì lại có được một cái bài hit hoặc là hai bài hit, thì thực sự đấy là một điều may mắn vô cùng, bởi vì tất cả các ca sĩ mỗi lần mà phát hành một album thì đều mong muốn là chỉ một bài hai bài để ấn tượng với khán giả. Thì cái quan trọng nhất là sau 8 năm thì cái số 4 mình đang có trong tay là 8 bài hit. 8 bài hit nó đủ để làm cho cái hơn cái khán phòng nó nóng hơn nếu như mình hát một bài hát ra và khán giả biết đến. Còn cái quan trọng nhất là người có thể biến chuyển được 8 bài hát đó cộng thêm những bài hát mới trở thành một không khí âm nhạc khác biệt với một tuần lương của 8 năm trước thì là những người anh dùng đó. Bởi vì anh Dũng sẽ là người quyết định. 8 năm trước thì thực sự âm thanh, ánh sáng, sân khấu thời điểm đó cũng là một cái điều gì đó cũng tương đối là hoành tráng. Vâng ạ, thời điểm đó thì 8 năm trước là cái số vốn đầu tư và âm thanh, ánh sáng, sân khấu được bây giờ thì tương đối là hoành tráng rồi. Nhưng có lẽ nó vẫn còn thiếu. Nó thiếu ở một cái điều có nghĩa là cốt lõi của một con người nó chưa tới được cái điều chỉ. Khi đó không thực sự là mới chỉ là một người có 21 tuổi, 22 tuổi thì thưa các anh chị là vẫn còn rất là non cho tất cả mọi tình huống.